suốt cuộc đời. Ngáp muốn méo cái miệng luôn. Ê, tính ra là em ngủ được tới mấy giờ? 7 giờ không? Chập chờn chờn mà Thấy 5 giờ mấy em giật mình không vậy? Nào có ưng cái giới hạn không biết không? Nó có cái tiêu mà tiêu tiêu tứ xuyên á, cay cay á. Tới cho đi Đài chơi vậy. Anh muốn đi Đài Loan chơi. Mình sắp xếp được công việc của anh đi rồi trong cái Tết lần mà qua cái đoạn cái giai đoạn này thôi chứ còn qua rồi là mà nó vô cái guồng rồi dễ rồi. Tại giờ có mọi chuyện đó luôn luôn bên đó. Bên ở bên thứ hai không? Đấy.
được 5 phân không? Mình tới rồi. Vàng nó nhưng mà nó mỏng là nó sẽ dẻo lắm. Tiền gì để mua dạng vàng ấy? Sống không phải bằng gì. Không, thường mà vàng mà 14 thì nó sẽ cứng hơn 18, 18 cứng cứng hơn vàng 24. Tại vì vàng nguyên chất nó sẽ rất là dẻo, dễ giác ra, nên người ta mới bỏ hợp kim vô thêm để mà người ta khi mà bán những mà nhỏ nó không bị móp. Bạn thu hả? Thu nó mua, thu hồi nó mua cho em với ai đúng không? Ghê vậy? Ủa đi mua tặng mà dẫn đi luôn. Bây giờ Bao nhiêu? hả? Nhà đó trước 15 phút thì sang. Mấy giờ rồi? 23 rồi. Ra đi ngồi cho nó thoải mái. Em ngồi nhà hoài thấy mệt quá. Đi em. Đi ra ra đây đó. Ý là gia mất công chưa tới rồi, tại vì từ đây ra đó có 5 phút mà. Em đi trước được 20 phút mà. Đặt xe rồi nữa. Giật mạng giật rồi. Ý là em trước ra trước được 20 phút mà rồi còn đặt xe này kia rồi nữa. Gia cúp. Răng quá thì ta. Bottle vial. Moral. Bottle vial. Mình làm nô lệ cho em. Em xuống. Việt Nam bầu chủ tịch nước mới rồi hả? Trời má, tính ra vàng nó lên ghê chứ. Tính ra trong vòng mấy năm, 2 năm hả? Mà từ 54 mà giờ nó lên tới 87 luôn. Cái gì mà lên ghê trời. Má biết hồi đó đổ tiền đi mua hả? Má ơi, này tiền rớt giá nữa. Ê, cái bà nội kia bữa phòng cái gì đó, bà annual review xong cái bà mất tích luôn ta. Cái bà HR gì đó nhân sự bữa phục bà gì đó annual review hả, coi phỏng vấn tăng lương này kia rồi cuối cùng bà mất tích luôn. Thì bữa kêu tăng 4% cái kêu tăng ít quá, cái kêu để gì coi lại với team. Mà bữa giờ từ bữa thứ mấy ta, từ bữa thứ tư, bữa nay mẹ thứ hai lại luôn rồi. Chết mẹ. Nghĩ sao đi tăng lương tăng 4% quả chứ. Nó ép mình chứ. Làm nô lệ cho em, người yêu em suốt cuộc đời. Ghê. Đến vàng thường, vàng 18, vàng 24 nó cũng lên tới 80, 85 rồi vợ. 85 là nó tăng tới, hồi đó là 55 đúng không? 85 là trong vòng 2 năm mà nó tăng 30 triệu. Một lượng tăng 30 triệu. Hồi đó là nhớ mà, hồi đó là 85 đúng không? Ồ không. Hồi đó mua vàng người ta, đúng rồi đó, hồi đó là mua với người Hiếu là 54. 54 sau cái đó lên 55 cái đem bán.
giờ lên 85 luôn rồi. Trời ơi trời. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Chủ tịch nước Lương Cường. Ủa vậy sao bây giờ trong bộ chính trị toàn là quân đội không vậy ta? Phải có, tại vì Tô Lâm là đợt bên công an, giờ luôn phải có bên quân đội với lại công an nó ấy với nhau để không có sự tranh giành chỗ đấy. Cái này giống như người ta dùng lực lượng làm vậy rồi tiếng nói bên ngoài nó khó lên lắm, giống như nó giống như là lực
quân đội với là công an nó có thế lực đó, làm cho những người khác người ta không dám mở miệng. Cái này là Thôi thôi, nhiêu đó thôi. ra mấy người này làm tướng làm tá vô làm quản lý nhà nước quản lý được trời, cũng không hiểu. Thường trực ban bí thư mà lên làm, ủa bình thường là chủ tịch nước là nằm trong bộ chính trị, nằm trong tứ trụ mà nay lại cho thường trực ban bí thư. Thường trực ban Sao họ không, tại vì Việt Nam cái chức chủ tịch nước nó thiên về ngoại giao hơn. Chủ tịch nước nó không có nhiều cái quyền lực. Thủ tướng là nó nắm đầu các ngành các bộ nhiều hơn, còn tổng bí thư nắm quyền lực của đảng. Chủ tịch quốc hội thì cũng đại diện cho, cái chủ tịch quốc hội cũng không có nhiều quyền lực lắm. Chủ tịch quốc hội, chủ tịch quốc hội tương đương với Mỹ đó là không, tại vì Việt Nam nó có một, Việt Nam nó có Mỹ, nó thượng viện hạ viện, Việt Nam nó có một, không có chia ra. Nhà tính ra là trong tứ trụ là có một ông gì, ông Trương Thân, Trần Thanh Mẫn là người miền Nam mà. Còn Lương Cường, Phạm Minh Chính rồi ông kia là Tô Lâm là cũng người miền Bắc hết. người miền Nam mình Phú Thọ không, tại vì thường á là sẽ có một trong tứ trụ là một người miền Bắc, một người miền Nam, một người miền Trung, mà nay họ ba người miền Bắc còn có một người miền Nam nữa. Hãy
đi nha.